Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Chúa Tể Bầu Trời của mình nhé. Ngày mai thì anh em team chơi chim khu vực Đông Anh sẽ cùng nhau đi ra đồng để test một con robot mái. Con robot này đang được huấn luyện bởi huấn luyện viên Cường Seven để chuẩn bị nhập thêm một em robot mái về với team. Bây giờ mời anh em cùng chuẩn bị đi ra đồng nhé. Ừ, cái này là mỏ vàng đấy. Cứ bắt đi, con của Quyết là bắt được Quyết đéo vù trắng à? Nấp vào, giấu chim vào. Thò chim vào, sợ nó bay nhẹ. Bay mất rồi. Không bay đâu. Bọn này không bay đâu, chắc anh ký hồn là này đâu rồi chứ lọ. Con này mà không bắt được thì ra về thì xin luôn. Con muốn chưa? Nhiều con lại trong tầm mắt như vậy. Hôm nay nếu hôm nay hai con này mà không một con không bắt được trắng không bắt được bợ thì hai con này cho về nấu một nồi giải. Trắng bay hết rồi. Không gì hết. Xuống ngay. Bọn này bay xuống mà ở đây suốt mà. Em phải thả này mà luôn đánh nhựa con không, Quyết thả trước là nó xuống cái loại trắng này xuống luôn chú Phẹt ăn ngay đuổi xa này nó bốc nó phải chớ đuổi nó ép nó xuống ngay mà đuổi nó ép nó xuống ngay xuống rồi ôi chú chưa xong cái kiểu này chưa bao giờ được. Quyết đi đâu? Đi xe máy. Đi xe máy đông à đây, chắc cái nào đè được hai con đi cả hai con từ hãng nha. Chờ anh đi quên đi trước đi, anh quên đi. Nhìn rồi. Yên tâm. Bay lên là nhìn thấy. Đấy, chuẩn bị đấy. Con mình chơi trắng này. Ô nó xuống đấy, trắng xuống. Cái cọc. Đéo bay à? Bỏ rồi. Bỏ tầm này chưa vừa mới ra nó chưa ăn đâu. Bịt mẹ con mình đi. Ôi lên cây rồi. Khó bắt lắm. Vẫn đuổi luôn. Bỏ. Bợ lên cây. Đây. Anh Quyết ơi. Gọi về ngay trên đường kìa. Ừ. Ui, ngay gần đây này. Bay đấy em ạ.
Bảy ngay. Ui, bợ ngay kia. Đậu chưa? Như vậy là buổi test cũng đã kết thúc rồi. Về kết quả thì nó không được như ý muốn lắm. Đấy, bởi vì là ngày hôm nay tương đối là nắng và mặt khác là cỏ nó cũng rất là khôn. Đấy, tuy nhiên thì con chim này cũng sẽ được nhập đội. Bởi vì là chủ yếu là anh em cần cái chất của con chim thôi. Đấy, còn nó săn thì sẽ do huấn luyện hàng ngày. Và sau khi con gốt mái này nhập về team thì trong đội săn bây giờ đang có một dàn chim cực kỳ là khủng nhá. Giới thiệu với cả anh em, đây là anh Phương với một chú Harris mái. Huấn luyện viên Trần Tý với hai em gốt mái. Huấn luyện viên Hoàng Quyết Ninh Hiệp với một em gút trống đỉnh nhất Việt Nam hiện nay luôn. Đảm bảo con này là kỹ năng số 1. Huấn luyện viên Đồng Chắc với một em Harris trống. Và tiếp theo là một em Harris mái. Với cái dàn chim cực khủng như thế này thì sẽ hứa hẹn một mùa giải rất là đáng chờ đợi nha. Và mọi người hãy chú ý theo dõi các video của mình để thưởng thức những cuộc đi săn cực kỳ là chất lượng và hấp dẫn nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những lần đi săn tiếp theo. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.